Quý vị và các bạn thân mến, thông thường thì các thiết bị nghe nhạc ở trên thị trường rất đắt tiền thì chất âm của nó cũng sẽ tương xứng và chất âm độ hay nó tỷ lệ thuận với số lượng tiền quý vị bỏ ra. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng đúng như thế. Chúng ta có những sản phẩm nghe nhạc trên thị trường mặc dù là số lượng tiền phải bỏ ra để chi phí mua nó cũng rất ít tiền thôi, rất rẻ thôi. Nhưng nếu chúng ta biết khai thác triệt để nó thì nó cũng đủ làm cho quý vị hài lòng với số lượng tiền mà quý vị bỏ ra, hay người ta hay gọi nôm na đó là hay trong tầm tiền. Hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đôi loa Fitzer cổ. Đây là một đôi loa cổ kính và hiện nay thì rất ít người có cơ hội được sở hữu nó. Trước mắt quý vị và các bạn là đôi loa Fitzer cổ. Tôi ghép nó với chiếc âm ly cổ, đó là chiếc âm ly Chio A7100. Đây là chiếc âm ly được nhiều người biết đến. Nó rất bình dân nhưng chất lượng của nó rất tốt. Đây là toàn cảnh đôi loa Fitzer cổ. Nó cổ lắm rồi nhưng nó vẫn còn tương đối đẹp. Nó được cố định, e căng này được cố định vào thân loa bằng 4 ốc vít, nhưng tôi bỏ ra, tôi đặt gá vào đây thôi để lát nữa tôi mở ra cho quý vị thấy. Đây là biểu tượng của hãng Fitzer, The Fitzer. Và hãng này có những chiếc âm ly đình đám và hiện nay mà người ta săn tìm rất nhiều. Có những chiếc âm ly lên đến tận 3-40 triệu mặc dù là nó đã cũ rồi. Đôi này trở kháng của nó là 8 ohm. Những chiếc ốc vít mang đặc điểm của những đôi loa cổ. Đây là đằng phía sau của nó, cả hai bên. Tôi đang ghép nó với chiếc âm ly cổ Chio, một hãng con của hãng Kenwood. Phía trên lưng nó tôi chưa kịp vệ sinh nhưng quý vị nhìn thấy nó hơi bụi bã một chút. Và quý vị lưu ý là cả đôi loa và âm ly này có giá thành là 7 triệu đồng. Xin nhắc lại là chiếc âm ly Chio này và đôi loa Fitzer này có giá là 7 triệu đồng. Tôi nhận giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn ở bất cứ nơi đâu có nhu cầu mua đôi loa và chiếc âm ly này, xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại, Cương Audio Lai Châu 0918 099 388. Đôi loa và chiếc âm ly này có giá là 7 triệu đồng và lát nữa tôi sẽ mở ra để cho quý vị thấy ở phía trong nó đẹp như thế nào. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng thẩm âm, chúng ta cùng nghe, sau đó quý vị cho ý kiến đánh giá. Khi nó cất lên thì đã thấy đậm chất âm cổ rồi, mộc mạc trầm ấm. Gặp nhau làm chi, đêm đêm về tương nhớ. Gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mông. Như vậy là trung âm của nó khá tốt và đúng quý vị. Dù ta say giấc lòng, để ta dìu em đi vào cõi đam. Làm chi sao đêm dài buồn thế, gặp nhau làm chi lệ ướt quen mi. Tình đến rực rỡ em cho tôi ước mơ, tình xa tình lỡ ta mòn những cơn say. Đây là nút lâu nớt mà có hai nấc. Gặp nhau để làm gì, cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì. Khi một người lặng lẽ bước đi. Như vậy là chiếc âm ly này hoạt động khá là hoàn hảo. Đi trong cơn mưa tình xưa xóa nhòa, anh đang chơi vơi. Chiếc đi ca này khá đẹp.
bát 25. Gặp nhau làm chi cho thêm giàu thêm nhớ, gặp nhau làm chi tình đã phai phôi. Người đến rồi đi cho ta say giấc mộng, mộng đã tan vỡ ta chìm vào những cơn say. Trên mặt của thùng loa có một vài vết xước nhỏ, tôi sẽ xử lý để cho nó đẹp, đồng màu được ngay. Quý vị có nhu cầu mua, tôi sẽ lau dọn để cho nó đẹp đẽ hơn. Em ơi, gặp nhau đêm quan trọng nhất là chất âm của nó cho khá tuyệt vời. Tình yêu nghĩa là gì khi một chép giấy lặng lẽ chung giấy bát mạng giấy đi, đi trong cơn mưa tình xưa xóa ngọn nhà. Anh đang chơi với người ấy đã vô tình, khi đường đời không cùng lối đi. Gặp nhau làm chi cho thêm sầu thêm nhớ, gặp nhau làm chi tình đã phai phôi. Người đến rồi đi cho ta say giấc mộng, mộng đã tan vỡ ta chìm vào những cơn say. Với giá thành là 7 triệu đồng cho cả loa và âm ly thì tôi chỉ biết dùng một từ miêu tả thôi, đó là tuyệt vời. Mộng đã tan vỡ ta chìm vào những cơn say. Tiếng khá là sạch sẽ, trung âm nổi lên lồng lộng, dày dặn, chép giấy ấm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.